hang sừng sốt này. Cái bậc này lên rất là nhẵn này, xây rất là kiên cố và vững chắc, nhìn nó cũng rất là gọn gàng đẹp. Đây phía dưới giờ đang đi lên. Ở đây rất là nhiều khách. Ở đây mình có thể view ra ngoài biển Vịnh Hạ Long, cảnh rất là đẹp. Ở đây có một cái lan can này view ra biển. Wow, ship tàu ra tàu đến tàu đi. Đây là bắt đầu vào cửa hang. Bên đây có một cái lan can tiếp. Rồi, xin chào.
nên là bắt đầu vào hang này. Này có ánh điện nó mới đẹp. Chỗ nào còn sáng mới đẹp. Đây là một con đường rất nhỏ vào. Wow, đúng là một hang động kỳ bí và kỳ vĩ. Thiên nhiên đã tạo nên một cái hang rất là tuyệt mỹ. Có những cái mà con người không thể làm được. Nó mang tính rất là tự nhiên. Thiên nhiên, đúng là mẹ thiên nhiên đã tạo ra những cái hang độc nhất vô nhị như này. Kia là người đang đi xuống đây. Người đang chỉ cái gì? Thật là rộng thật, khổng lồ. Hàng người đông quá. Ờ đấy thì không phán được. Cái
người lên trên người xuống là sàn. Khổng lồ của khổng lồ đấy, hàng rất là lớn. Toàn cảnh xong bây giờ là Việt Nam lối ra. Thank you.
Đồ rùa. Để tự do, để tự do không quản lý. Quân bộ đấy đuổi rồi. Thì thế, chính vì thế nên tự do phát triển tốt. Trên thực tế là phải tự do nhận thức. Không có gì làm gì mà gì. Sắp lên hang rồi. Hết một lượt rồi. Đi khoảng mất 20 phút vào và ra. Quay trở lại. Thank you.
đây. Chín rau mấy thì vô củ đây. Lên lên lại xuống tiếp. Bình hang này. Xuống đi. View lại trong hang không nhìn thấy, ngược sáng quá. Thank you.
만족도의 그 친도가 사람의 차이 체질 때문에 우리 그만 당합시다. 우리 제발 좀 그만 당합시다. 많이 당했잖아. 哎。